Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như có tỳ kheo nằm mơ thấy mình làm chuyện dâm dục, như vậy có phạm giới chăng? Phật dạy: Không phạm, nhưng đối với việc dâm dục nên tưởng đó là việc ô uế nhơ nhớp, cho đến không hề có ý tưởng cho đó là việc trong sạch, thường lìa xa mối phiền não lưu luyến người nữ. Nếu khi chiêm bao thấy mình làm chuyện dâm dục, lúc tỉnh giấc nên sanh lòng hối hận. Tỳ kheo khất thực: Trong khi tiếp xúc thọ nhận đồ cúng dường, nên có tư tưởng như đang gặp lúc đói kém phải ăn thịt con để sống. Nếu thấy lòng dâm dục phát sanh phải lìa bỏ ngay. Nên biết rằng pháp môn như vậy là kinh luật của Phật thuyết. Nếu ai tùy thuận thuyết của ma, đó là quyến thuộc của ma. Như ai tùy thuận thuyết của Phật, đó gọi là Bồ Tát. Như có kẻ nói rằng Phật cho phép tỳ kheo thường đưa lên một chân, lặng thinh chẳng nói, gieo mình vào lửa dữ, từ trên núi cao mà nhảy xuống, chẳng tránh tai nạn hiểm nguy, uống thuốc độc, tuyệt thực, nằm trên tro trên đất, tự trói tay chân, sát hại chúng sanh, chuyên nghề bùa chú. Những người dòng Chiên Đà La, những kẻ vô căn, lưỡng căn hoặc căn tánh không xác định, cùng những kẻ căn thân chẳng đủ. Những hạng người như vậy, Như Lai thảy đều cho phép xuất gia tu đạo, đó gọi là thuyết của ma. Phật chỉ cho phép dùng 5 loại thức ăn lấy từ loài bò cùng các thứ dù, đường. Phật cũng cho mặc áo bằng vải dệt từ tơ tằm và đi giày da. Trừ những thứ ấy ra, như có người nói, Phật cho phép mặc áo vải tốt đẹp đắt tiền, Phật cho phép chứa trữ tất cả những hạt giống, cây cỏ đều là loài có mạng sống. Phật đã thuyết như vậy rồi mới nhập Niết Bàn. Nếu có kinh luật nào nói như vậy, nên biết rằng đó là thuyết của ma. Ta chẳng hề cho phép tỳ kheo thường đưa lên một chân như bọn ngoại đạo. Ta vì truyền pháp mà cho phép tỳ kheo đi, đứng, ngồi, nằm. Ta cũng không hề cho phép tỳ kheo uống thuốc độc, tuyệt thực, đốt mình trong đám lửa 5 ngọn, trói buộc tay chân, sát hại chúng sanh, chuyên nghệ bùa chú, dùng ngọc thạch, ngà voi, giày da, chứa trữ hạt giống. Ta cũng không nói rằng cây cỏ đều có mạng sống. Ta cũng không cho phép mặc áo vải tốt đắt giá. Nếu ai nói rằng Thế Tôn nói ra những điều như vậy, nên biết rằng người ấy là quyến thuộc của ngoại đạo, không phải đệ tử của ta. Ta chỉ cho phép ăn 5 món lấy ở loài bò, cùng là dầu, đường. Ta cho phép đi giày da, mặc áo bằng vải dệt từ tơ tằm. Ta có dạy rằng 4 đại đều không có thọ mạng. Nếu kinh luật nào nói những điều như vậy, đó là Phật thuyết. Nếu ai tùy thuận thuyết của Phật, nên biết rằng đó là đệ tử chân thật của ta. Nếu ai chẳng theo thuyết của Phật, đó là quyến thuộc của ma. Nếu ai tùy thuận kinh luật của Phật, nên biết rằng người ấy là Đại Bồ Tát. Thiện nam tử, tướng trạng khác nhau giữa thuyết của ma và thuyết của Phật, nay ta đã vì ông mà phân biệt giảng rộng rõ ràng như vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nay con mới biết rõ được tướng trạng khác nhau giữa thuyết của ma và thuyết của Phật. Nhờ đó, con mới thâm nhập được vào những ý nghĩa sâu xa của pháp Phật. Phật khen Ca Diếp rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông đã có thể hiểu rõ và phân biệt được như vậy, đó gọi là thông minh trí huệ. Thiện nam tử, nói về sự khổ không gọi là thánh đế. Vì sao vậy? Nếu nói rằng khổ là khổ thánh đế, thì tất cả những loài bò, dê, lừa, ngựa cùng chúng sanh ở địa ngục lẽ ra đều phải có thánh đế. Thiện nam tử, nếu có người không biết được cảnh giới thâm sâu của Như Lai, đối với pháp thân vi mật thường trụ chẳng biến, mà cho rằng đó là thân do ăn uống mà thành, chứ không phải pháp thân, chẳng biết oai lực đại đức của Như Lai,
như vậy gọi là khổ. Vì sao vậy? Vì không biết nên pháp thấy là chẳng phải pháp, chẳng phải pháp thấy là pháp. Nên biết rằng người như vậy ắt phải đọa vào nẻo dữ, luân chuyển mãi trong sanh tử, nuôi lớn các mối phiền não trói buộc, chịu nhiều khổ não. Nếu ai biết được rằng Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi, hoặc nghe được hai tiếng thường trụ, dù chỉ nghe qua một lần cũng được sanh lên các cõi trời. Rồi về sau, đến lúc giải thoát rồi mới có thể chứng biết lẽ Như Lai thường trụ, không hề biến đổi. Khi chứng biết rồi liền nói: thuở xưa tôi đã từng nghe nghĩa ấy, nay được giải thoát mới thật sự chứng biết. Ngày trước vì không biết được vậy nên tôi phải luân chuyển mãi trong sanh tử, lăn lộn không cùng. Từ nay tôi mới có được trí huệ chân thật. Nếu biết được vậy mới thật là tu tập lẻ khổ, được nhiều lợi ích. Nếu không biết vậy thì dù có chuyên cần tu học cũng không được ích lợi gì. Đó gọi là rõ biết lẻ khổ, gọi là khổ thánh đế. Nếu không thể tu tập như vậy thì gọi là khổ chứ không phải khổ thánh đế. Nói về khổ tập đế, người nào đối với pháp chân thật không phát sanh trí huệ chân thật, thọ nhận những vật bất tịnh như tôi trai tớ gái, thường đối với những việc không đúng pháp mà gọi là chánh pháp, làm cho chánh pháp phải dứt mất, không thể trụ thế lâu dài. Vì nhân duyên ấy nên không biết được tánh pháp. Vì không biết nên khi luân chuyển trong sanh tử, thường chịu nhiều khổ não, không được sanh lên các cõi trời và không được giải thoát chân chánh. Nếu có sự rõ biết sâu xa, không phá hoại chánh pháp, nhờ nhân duyên ấy liền được sanh lên các cõi trời và được giải thoát chân chánh. Nếu không rõ biết về khổ tập đế mà nói rằng chánh pháp là không thường trụ, nên là pháp sanh diệt, do nhân duyên ấy trong vô số kiếp phải luân chuyển trong sanh tử, chịu mọi khổ não. Nếu rõ biết rằng pháp là thường trụ, không biến đổi, đó gọi là rõ biết lẽ tập, gọi là tập thánh đế. Nếu không thể tu tập như vậy, đó gọi là tập chứ không phải tập thánh đế. Nói về khổ diệt đế, nếu ai thường tu tập học theo pháp chấp không thì là bất thiện. Vì sao vậy? Vì dứt bỏ tất cả các pháp phá hoại kho tàng giáo pháp chân thật của Như Lai, tu học như vậy gọi là tu chấp lẽ không. Người tu tập đúng lẽ khổ diệt thì ngược với cách tu của tất cả ngoại đạo. Nếu nói rằng tu tập chấp lẽ không là diệt đế thì hết thảy ngoại đạo đều tu pháp chấp không, lẽ ra đều phải có diệt đế. Như có người nói rằng thật có tạng Như Lai, dù không thể thấy được, nhưng nếu trừ dứt hết mọi phiền não thì sẽ thể nhập vào tạng Như Lai. Nếu ai phát tâm như vậy, dù chỉ một niệm, nhờ nhân duyên đó đối với các pháp liền được tự tại. Nếu người tu tập những tướng trạng vô ngã, rỗng không, vắng lặng, rồi cho đó là tạng sâu kín của Như Lai, thì trong vô số kiếp sẽ lưu chuyển trong sanh tử, chịu nhiều khổ não. Nếu ai không tu tập theo cách như vậy thì dù có phiền não cũng mau chóng dứt trừ. Vì sao vậy? Nhờ rõ biết được tạng sâu kín của Như Lai, đó gọi là khổ diệt thánh đế. Như ai tu tập lẽ diệt như vậy, ấy là đệ tử của ta. Như ai không tu tập như vậy, đó gọi là tu pháp chấp không, chẳng phải tu diệt thánh đế. Nói về đạo thánh đế, đó là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo cùng chánh giải thoát. Có những chúng sanh vì lòng điên đảo nên nói rằng không có Phật, pháp, tăng cùng chánh giải thoát, sự luân chuyển trong sanh tử chỉ như huyễn hóa. Do nhân duyên tu tập kiến giải sai lầm như vậy nên phải luân chuyển trong ba cõi, mãi mãi chịu sự khổ não nặng nề. Nếu có thể sanh tâm thấy rằng Như Lai là thường trụ không biến đổi, pháp
tăng giải thoát cũng là như vậy. Chỉ nhờ vào một niệm ấy mà trong vô số kiếp liền được những quả báo hoàn toàn theo ý muốn. Vì sao vậy? Thuở xưa chính ta đã vì bốn sự điên đảo đối với việc không đúng pháp mà cho là chánh pháp, nên phải chịu vô số quả báo ác nghiệp. Nay ta dứt hết những kiến giải điên đảo ấy nên thành Phật chánh giác, đó gọi là đạo thánh đế. Như có người nói rằng tam bảo là vô thường, tu tập theo kiến giải ấy là sai lầm, chẳng phải đạo thánh đế. Nếu ai thường tu tập niệm tưởng rằng tam bảo là thường trụ thì người ấy là đệ tử của ta. Dùng sự thấy biết chân chánh mà tu tập bốn pháp thánh đế, đó gọi là tứ thánh đế. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con mới rõ biết được việc tu tập pháp tứ thánh đế hết sức sâu xa. Phật dạy Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, nói về bốn điên đảo đối với chỗ không phải khổ mà sanh ra tư tưởng khổ, đó gọi là điên đảo. Không phải khổ, đó là Như Lai. Sanh ra tư tưởng khổ là cho rằng Như Lai vô thường, biến đổi. Nếu nói rằng Như Lai là vô thường, đó là tội khổ rất lớn. Như nói rằng Như Lai bỏ thân khổ này mà vào Niết Bàn, dường như củi hết thì lửa tắt, đó gọi là không phải khổ mà sanh ra tư tưởng khổ, như vậy là điên đảo. Giả sử ta nói rằng Như Lai là thường, như vậy tức là ngã kiến. Do ngã kiến nên có vô lượng tội. Vì vậy nên phải nói rằng Như Lai là vô thường. Vậy nếu nói Như Lai là vô thường, ắt ta phải được vui. Nhưng Như Lai là vô thường thì đó là khổ. Nếu đã là khổ thì làm sao được vui? Vì đối với sự khổ mà sanh tư tưởng cho là vui nên gọi là điên đảo. Đối với sự vui mà sanh tư tưởng cho là khổ, đó là điên đảo. Sự vui đó tức là Như Lai, sự khổ đó là Như Lai vô thường. Nếu nói Như Lai là vô thường, đó là đối với sự vui mà sanh ra tư tưởng cho là khổ. Như Lai thường trụ, đó gọi là vui. Nếu ta nói rằng Như Lai là thường, vì sao Như Lai lại nhập Niết Bàn? Nếu nói rằng Như Lai không phải sự khổ, vì sao lại bỏ thân này mà thể nhập cảnh giới diệt độ? Vì đối với sự vui mà sanh ra tư tưởng cho là khổ nên gọi là điên đảo. Như trên gọi là sự điên đảo thứ nhất. Đối với sự vô thường lại tưởng là thường, đối với sự thường tồn lại tưởng là vô thường, đó gọi là điên đảo. Vô thường đó là không tu tập pháp không. Vì không tu tập pháp không nên thọ mạng ngắn ngủi. Nếu nói rằng không tu tập pháp rỗng không vắng lặng mà được trường thọ, đó là điên đảo. Đây là sự điên đảo thứ nhì. Đối với sự việc vô ngã mà tưởng là ngã, thật có ngã mà tưởng là vô ngã, đó gọi là điên đảo. Người thế gian nói hữu ngã, pháp Phật cũng nói hữu ngã. Tuy người thế gian nói hữu ngã nhưng không có tánh Phật, như vậy gọi là đối với vô ngã mà sanh ra tư tưởng cho là có ngã, đó gọi là điên đảo. Pháp Phật nói có ngã, ngã đó là tánh Phật. Người thế gian nói là pháp Phật là vô ngã, đó gọi là đối với ngã mà sanh ra tư tưởng cho là vô ngã. Nếu như nói rằng pháp Phật nhất định là vô ngã, cho nên Như Lai dạy đệ tử tu tập vô ngã, như vậy là điên đảo. Đó gọi là sự điên đảo thứ ba. Đối với sự việc tịnh mà tưởng là bất tịnh, bất tịnh lại tưởng là tịnh, đó gọi là điên đảo. Tịnh
tức là Như Lai Thường Trụ. Như Lai Thường Trụ đó chẳng phải là thân do ăn uống mà thành, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân xác thịt, chẳng phải thân tồn tại nhờ gân cốt chằng chịt. Như có người nói rằng, Như Lai là vô thường, đó là thân do ăn uống mà thành, là thân phiền não, là thân xác thịt, là cái thân tồn tại nhờ gân cốt chằng chịt. Pháp, tăng, giải thoát đều là dứt hết, đó gọi là điên đảo. Đối với sự việc bất tịnh mà tưởng là tịnh, đó gọi là điên đảo. Như có người nói rằng, trong thân ta đây không có gì là bất tịnh, bởi không có gì là bất tịnh nên chắc rằng sẽ vào được chỗ thanh tịnh. Như Lai dạy rằng phải tu phép quán bất tịnh, đó chỉ là hư vọng mà thôi. Như vậy là điên đảo, đó gọi là sự điên đảo thứ tư. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, kể từ hôm nay con mới được chỗ thấy biết chân chánh. Bạch Thế Tôn, con tự thấy rằng từ trước đến nay tất cả chúng con chỉ là kẻ tà kiến. Bạch Thế Tôn, trong 25 cảnh giới hiện hữu, có thật có cái ngã hay chăng? Phật dạy: Thiện nam tử, cái ngã đó tức là nghĩa của tạng Như Lai. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đó tức là ý nghĩa của ngã. Cái nghĩa của ngã đó từ xưa đến nay thường bị vô lượng phiền não che lấp, nên chúng sanh không thấy được. Thiện nam tử, ví như người đàn bà nghèo khó, trong nhà chôn giấu một kho vàng ròng rất lớn, nhưng hết thảy mọi người trong gia đình đều không biết là ở chỗ nào. Lúc ấy, có một người ngoài khéo biết phương tiện chỉ bày, liền nói với người đàn bà nghèo rằng: Nay tôi mướn chị làm công, chị có thể cào dọn cỏ rác cho tôi chăng? Người đàn bà đáp: Tôi không thể làm việc ấy. Nếu tôi có thể chỉ cho con tôi chỗ chôn giấu vàng rồi, thì tôi sẽ lập tức đi làm việc cho ông. Người kia nói: Tôi biết cách có thể chỉ chỗ chôn vàng cho con chị. Người đàn bà nói: Người trong nhà tôi còn không ai biết chỗ, huống chi ông làm sao biết được? Người kia nói: Tôi quả thật biết được. Người đàn bà liền nói: Tôi cũng muốn thấy, vậy ông hãy chỉ cho tôi. Người ấy liền đào ngay trong nhà, lộ ra kho chứa vàng ròng. Người đàn bà thấy vậy hết sức vui mừng, cho là việc kỳ lạ, lấy làm tôn kính ngưỡng mộ người kia. Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh lại cũng như vậy. Tất cả chúng sanh đều chẳng thấy được tánh Phật ấy, cũng như người đàn bà nghèo khó kia chẳng biết kho báu của mình chôn ở chỗ nào. Thiện nam tử, nay ta chỉ bày cho hết thảy chúng sanh cái tánh Phật mà họ sẵn có. Tánh Phật ấy bị các phiền não che lấp, cũng như người đàn bà nghèo khó kia có kho vàng ròng nhưng không thể thấy được. Nay Như Lai chỉ bày cho tất cả chúng sanh kho báu tánh giác của họ, ấy là tánh Phật. Thấy việc ấy rồi, lòng họ trở nên vui vẻ, quy ngưỡng Như Lai. Người có tài phương tiện chỉ bày tức là Như Lai. Người đàn bà nghèo khó tức là tất cả vô lượng chúng sanh. Kho vàng ròng ấy tức là tánh Phật. Lại nữa, thiện nam tử, ví như người đàn bà kia sanh dưỡng được một đứa con, thuở nhỏ mắc bệnh. Người mẹ buồn rầu chạy đi tìm trước thầy thuốc. Thầy thuốc đến rồi bèn trộn lẫn ba thứ thuốc, bơ, sữa và đường phèn, rồi cho đứa trẻ uống, dặn dò rằng: Đứa con của cô đã uống thuốc rồi, đừng cho nó bú, phải đợi thuốc tiêu hết mới cho bú trở lại. Liền đó, người đàn bà liền lấy chất đắng bôi lên vú mình và nói với con: Vú mẹ có bôi chất độc, con đừng đụng tới nữa. Đứa trẻ khát sữa muốn bú, nhưng nghe nói có độc bèn tránh xa. Đến khi thuốc đứa con uống vào đã tiêu hết, người mẹ mới dùng nước sạch rửa vú của mình, rồi gọi con rằng: Lại đây mẹ cho bú. Đứa trẻ ấy mặc dù đói khát
nhưng trước đã nghe nói có độc nên không dám lại. Người mẹ lại nói rằng, vì con uống thuốc nên mẹ phải bôi chất độc lên vú. Nay thuốc ấy đã tiêu, mẹ đã rửa vú sạch rồi, vậy con nên lại đây bú, không còn đắng nữa. Nghe như vậy rồi, đứa trẻ liền trở lại bú sữa. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh, nên Ngài dạy tu pháp vô ngã. Tu như vậy rồi, dứt hẳn được tâm chấp ngã mà nhập Niết Bàn. Vì muốn dứt trừ các kiến giải sai lầm của thế gian, nên Ngài thị hiện pháp xuất thế. Lại vì muốn chỉ bày cho thế gian thấy sự chấp ngã là hư vọng, không chân thật, nên dạy tu pháp vô ngã để làm cho thân được thanh tịnh. Ví như người đàn bà kia, vì bảo vệ đứa con nên bôi chất đắng lên vú. Như Lai cũng thế, vì dạy tu pháp không nên nói rằng các pháp đều vô ngã. Lại như người đàn bà kia khi rửa sạch vú rồi bèn gọi con đến cho bú. Này ta cũng thế, đến lúc thích hợp nên thuyết dạy về tạng Như Lai. Vì thế, chư tỳ kheo không nên sợ sệt. Như đứa trẻ kia nghe mẹ gọi mà trở lại bú sữa. Chư tỳ kheo cũng vậy, nên tự phân biệt tạng sâu kín của Như Lai không thể không có. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật không có cái ngã. Vì sao vậy? Lúc đứa trẻ mới sanh ra không hiểu biết chi cả. Nếu có cái ngã, tất nhiên lúc sanh ra phải tự có hiểu biết. Vì nghĩa đó mà biết chắc là không có cái ngã. Nếu nhất định có cái ngã, thì khi người ta đã sanh rồi, lẽ ra không hề chết. Nếu nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật thường trụ, thì lẽ ra không có tướng trạng hư hoại. Nếu không có tướng trạng hư hoại, vì sao lại có sự khác biệt nhau như Sát Lị, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà với Chiên Đà La và Súc Vật? Nay thấy có rất nhiều nghiệp duyên khác nhau, nhiều cảnh giới khác nhau. Nếu nhất định có cái ngã, thì tất cả chúng sanh lẽ ra chẳng có kẻ hơn người kém. Vì nghĩa đó mà biết chắc là tánh Phật chẳng phải pháp thường còn. Nếu nói rằng tánh Phật nhất định là thường còn, vì duyên cớ gì lại có những kẻ sát hại, trộm cướp, dâm dục, nói hai lưỡi, nói lời hung dữ, nói dối, nói thêu dệt, tham lam, sân khỏe, tà kiến? Nếu tánh ngã là thường, tại sao khi uống rượu rồi người ta lại say sưa mê loạn? Nếu tánh ngã là thường, thì kẻ mù đáng lẽ phải thấy được hình sắc, kẻ điếc nghe được âm thanh, kẻ câm nói được ra lời, kẻ què có thể bước đi. Nếu tánh ngã là thường, thì người ta không nên tránh hầm lửa, nước lục, thuốc độc, gươm đao, kẻ ác, cầm thú. Nếu cái ngã là thường, thì những việc đã trải qua rồi lẽ ra không quên. Nếu không quên, vì sao có người lại tự hỏi rằng tôi đã từng gặp người này ở đâu? Nếu cái ngã là thường, lẽ ra chẳng có những việc như nhỏ tuổi, lớn tuổi, già nua, hoặc những khi thế lực suy vi, hưng thịnh, nhớ lại chuyện đã qua. Nếu cái ngã là thường, thì nó trú ngụ ở đâu? Ở trong nước bọt, nước mũi, trong các màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng đó chăng? Nếu cái ngã là thường, lẽ ra phải ở khắp trong thân, cũng như chất dù mè, lan tràn không có chỗ hở. Nếu thân bị chặt đứt, ngay lúc ấy lẽ ra cái ngã cũng phải đứt đoạn. Phật dạy Ca Diếp: Thiện nam tử, ví như vị vua kia có một đại lực sĩ, khoảng giữa hai chân mày lực sĩ ấy có một hạt châu kim cương. Trong khi đấu sức với lực sĩ khác, người ấy lấy đầu mà hút kẻ địch. Nhân đó, hạt châu nơi trán bị lún vào phía trong lớp da. Nhưng người ấy hoàn toàn không biết việc ấy. Rồi chỗ trán ấy lại sanh ra ghẻ độc. Lực sĩ liền rước lương y đến điều trị cho mình. Lúc ấy, có vị thầy thuốc sáng suốt hiểu rành phương dược, liền biết rằng ghẻ độc ấy là do hạt châu nằm trong thân thể.
hạt châu ấy lún xuống dưới da, nằm yên ở đó. Lúc ấy, vị lương y dò hỏi lực sĩ rằng: "Hạt châu gắn nơi trán ông bây giờ ở đâu?" Lực sĩ kinh hãi đáp rằng: "Đại sư Y Dương, hóa ra hạt châu nơi trán tôi đã mất rồi sao? Hạt châu ấy hiện nay ở đâu? Chẳng phải đã có phép thuật ảo hóa gì đó chăng?" Nói rồi buồn rầu than khóc. Lúc ấy, vị lương y dùng lời êm dịu khuyên lơn lực sĩ rằng: "Ông chớ nên buồn rầu khổ não thái quá. Nhân khi ông giao đấu, hạt bảo châu đã lún vào trong thân thể. Hiện nay nó ở dưới lớp da, ảnh hiện ra ngoài. Trong khi ông giao đấu, vì lòng sân khỏe rất mạnh, nên hạt châu bị ép vào thân thể mà ông không tự biết." Lúc ấy, lực sĩ không tin lời lương y, nói rằng: "Nếu nó ở dưới da, máu mủ bất tịnh, vì sao nó chẳng trồi ra? Nếu nó ở tại trong gân, lẽ ra không thấy được nó. Nay vì sao ông dối gạt tôi?" Khi ấy, vị lương y lấy kiến soi trước mặt lực sĩ, hạt châu hiển hiện rõ ràng trong kiến. Lực sĩ thấy vậy rồi lấy làm kinh quái, cho là việc lạ lùng đặc biệt. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh lại cũng như vậy, vì họ chẳng hay thân cận thiện tri thức, cho nên dù có tánh Phật nhưng thảy đều chẳng thấy được. Tánh Phật bị che lấp bởi tham dâm, sân khỏe, ngu si, cho nên đọa nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, Chiên Đà La, Sát Lị, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà. Họ sanh vào bao nhiêu hoàn cảnh như vậy là bởi lòng họ khởi ra mọi thứ nghiệp duyên. Tuy mang thân người nhưng họ bị điếc, đuôi, câm, ngọng, què cục. Trong 25 cảnh giới hiện hữu, họ nhận chịu mọi thứ quả báo. Vì tâm họ bị che lấp bởi tham dâm, sân khỏe, ngu si, nên họ không biết đến tánh Phật. Như lực sĩ kia, trong khi hạt châu báo chôn khuất trong người thì cho là đã mất rồi. Chúng sanh cũng thế, vì không thân cận thiện tri thức nên họ không biết đến kho báo Như Lai vi diệu sâu kín. Họ tu học lẽ vô ngã, chỉ như hạng phàm phu. Tuy nói lẽ hữu ngã, nhưng cũng chẳng biết chân tánh của ngã. Các đệ tử của ta cũng như thế, vì chẳng biết thân cận thiện tri thức, cho nên tu học lẽ vô ngã mà chẳng biết chỗ của vô ngã. Đã không biết được chân tánh của vô ngã, nói chi đến việc có thể biết được chân tánh của hữu ngã. Thiện nam tử, Như Lai dạy rằng hết thảy chúng sanh đều có tánh Phật, cũng ví như vị lương y kia chỉ cho người lực sĩ hạt châu kim cương quý giá. Chúng sanh vì bị che lấp bởi vô lượng phiền não nên không thấy biết được tánh Phật. Nếu dứt hết phiền não, bây giờ sẽ chứng biết rõ ràng tánh Phật. Cũng như người lực sĩ kia khi soi trong gương sáng thấy được hạt châu quý báu. Thiện nam tử, tạng Như Lai sâu kín như vậy, không thể suy lường, không thể thuyết giảng, nghĩ bàn. Lại nữa, thiện nam tử, ví như ở Tuyết Sơn có một vị thuốc gọi là Lạc Vị. Vị thuốc rất ngọt, nhưng nằm khuất dưới lùm cây sâu không ai thấy được. Có người nghe mùi thơm, biết rằng ở chỗ đất ấy có món thuốc đó. Thuở xưa, có vị vua chuyển luân, vì món thuốc ấy mà tạo ra ở khắp nơi trong Tuyết Sơn những cái ống tre để tiếp nhận nó. Cây thuốc ấy khi già chín, từ dưới đất trồi lên chui vào ống tre, mùi vị vừa phải thích hợp. Sau khi vị vua chuyển luân ấy qua đời, thuốc lại trở nên chua, mặn, ngọt, đắng, cay hoặc nhạt. Thuốc ấy vốn có một mùi vị, nhưng khi người ta mang nó đến xứ này hay xứ khác, nó lại biến thành những mùi vị khác. Khi thuốc ấy còn ở tại núi, mùi vị nó vẫn vừa phải thích hợp. Nhưng kẻ phàm nhân ít phước, dù có dùng rìu búa mà chặt đốn, đào xới, tốn công khổ nhọc cũng chẳng được món thuốc ấy. Chỉ khi có thánh dương xuất hiện ở đời,
nhờ nhân duyên phước đức mới được món thuốc ấy với mùi vị vừa phải thích hợp. Thiện nam tử, tạng Như Lai sâu kín, mùi vị cũng như thế, vì bị rừng cây rậm rạp phiền não che bích. Chúng sanh vô minh chẳng thể thấy được. Mùi vị duy nhất của món thuốc kia ví như với tánh Phật. Vì phiền não cho nên từ nơi tánh Phật ấy xuất hiện rất nhiều mùi vị khác, như địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, trời, người, nam, nữ, chẳng phải nam, chẳng phải nữ, sát lỵ, bà la môn, tỳ xá, thủ đà. Tánh Phật là hùng mãnh, không thể hư hoại, cho nên không ai phá hoại được. Như có kẻ phá hoại được, ắt phải làm đứt đoạn tánh Phật. Nhưng tánh Phật như vậy chẳng bao giờ có thể bị đứt đoạn. Nếu nói tánh ấy có thể dứt đoạn thì thật vô lý. Như tánh ngã ấy chính là tạng Như Lai sâu kín. Tạng sâu kín như vậy không gì có thể làm cho hư hoại tiêu diệt. Tuy không thể làm hư hoại, nhưng khi bị che lấp lại không thể thấy được. Như đã thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, liền chứng biết được nó. Vì nhân duyên ấy, không ai có thể phá hoại được tánh Phật. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu không có kẻ hủy hoại được, lẽ ra không thể có những nghiệp bất thiện. Phật dạy Ca Diếp: Thật có sự giết hại, vì sao vậy? Thiện nam tử: Tánh Phật của chúng sanh vẫn ở trong năm ấm, nếu làm hư hoại năm ấm gọi là giết hại. Nếu có giết hại, tức đọa vào đường dữ. Do nghiệp báo nhân duyên nên có các dòng sát lỵ, bà la môn, tỳ xá, thủ đà cùng chiên đà la, hoặc nam hoặc nữ, hay chẳng phải nam, chẳng phải nữ. Các tướng trạng khác nhau ở trong 25 cảnh giới hiện hữu của chúng sanh, luân chuyển trong dòng sanh tử. Những kẻ chưa đạt quả thánh cố chấp sai lầm rằng có ngã. Tướng trạng của cái ngã ấy lớn nhỏ xê xích dường như hạt cỏ, hoặc như hạt gạo, hạt đậu, cho đến ngón tay cái hay ngón chân cái. Cứ như vậy mà hư vọng sinh ra đủ cách suy tưởng, ức đoán. Tướng trạng của vọng tưởng không hề chân thật. Tướng ngã của bậc xuất thế gọi là tánh Phật. Nhận biết cái ngã như vậy gọi là việc lành cao cả hơn hết. Lại nữa, thiện nam tử, ví như người khéo biết nơi chôn giấu kho tàng, bèn lấy dụng cụ sắc bén mà đào đất, xuyên qua những hòn đá sạn sỏi một cách không khó khăn gì. Chỉ khi gặp phải kim cương thì không thể xuyên qua, vì kim cương là chất mà dao búa không thể làm hư hoại. Thiện nam tử, tánh Phật của chúng sanh cũng vậy. Tất cả các vị luận sư, thiên ma ba tuần, cùng loài người và chư thiên đều không thể hủy hoại được nó. Tướng trạng của năm ấm tức là sinh khởi và tạo tác. Tướng trạng sinh khởi và tạo tác ví như đá sỏi có thể đâm thủng, phá hoại. Tánh Phật ví như kim cương không ai làm hư hoại được. Vì nghĩa ấy nên làm hư hoại năm ấm gọi là giết hại. Thiện nam tử, nên biết chắc rằng pháp Phật như vậy là không thể nghĩ bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn hết quyển 7.